Nó tóm lại, nó thay cái lại cho anh có mấy tiếng hồ thôi, hiểu chưa? Rồi xong rồi tóm lại tiền công là cộng hết đống này 7-8 triệu gì đó. Vậy thì thôi, vào chưa? Vào chưa mấy đứa? Mấy em học cứ học công nghệ ô tô đi, vô sửa xe cho nó thôi. Bây giờ á, nó làm chưa tới ngày mà 7-8 triệu tiền công, dần chủ phân nửa em cũng vào à. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn, mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Chào mừng các bạn đến với chương trình vlog của anh Duy Nguyễn. Hôm nay anh Duy Nguyễn ngồi đây để tâm sự về mạc. Thì những cái câu chuyện về mạc của anh Duy dạo này trên mạng xã hội, trên truyền thông, trên báo chí, thậm chí TV, đài các kiểu nó cũng khá là xôn xao. Và chưa bao giờ anh ngồi nói chính thức, nói live stream thì có, nhưng mà chưa bao giờ ngồi nói chính thức về cảm nhận của mạc CD. Bây giờ anh sẽ trả lời cho các bạn một câu hỏi là chạy mạc có tốn tiền không? Chạy mạc có tốn tiền không thì để hai người con mạc nói chuyện. Bảo đảm bạn chân thật, không thêm không bớt, không bình luận luôn nha. Không phải là bình luận mạc mắc quá hay là xin các kiểu. Nhưng mà trước khi mà đi vào chương trình thì đầu tiên anh xin trả lời cho một câu khởi nghiệp của mấy bạn trẻ mà bạn hay hỏi anh. Anh ơi, bây giờ làm nghề kỹ thuật ô tô có ổn không anh? Học á, học ngành kỹ thuật ô tô có ổn không anh? Mấy trường đại học nó tuyển nữa, nó ngành hot này nọ kia đó. Thì anh chỉ nói với em vậy, nói về ô tô á, Việt Nam mình tuổi tí trên thế giới, không có gì để bàn cả nha. Nhưng mà em có thể tham khảo hai chỗ á, một là vô VinFast đó, trong đó người ta đang sản xuất xe thì có thể nộp hồ sơ vô đó làm cho nó lương ngạo nghễ lắm, thì cái đó em có thể nhìn đến. Còn không, một con đường mà làm giàu thứ hai á, mà này anh bảo kê hơn, chắc chắn hơn, làm thợ sửa xe trong mạc. Vô ngay cái hãng mạc luôn, làm thợ sửa xe, bảo đảm em làm giàu không khó. Anh có hai xe, con trắng giờ nằm kho rồi không bàn nữa nha. Con trắng giờ đang nằm ở ngoài showroom á, chờ nhập linh kiện về thay. Còn cái con đen á thì bây giờ anh đang đi, mà khi mà anh đi con đen á thì nó bị tới hạn bảo dưỡng. Thì cái xe mạc mà nó bảo dưỡng theo km men, anh cũng chả nhớ bao nhiêu nữa, nhưng mà anh giờ bảo dưỡng lần thứ mấy rồi đó, chả nhớ. Nhưng mà cái lần này á, là cái lần anh ấn tượng nhất, tại cái lần này đã lần tốn tiền nhất. Đó, cái xe của anh đi được 44.000 cây, mà mua hình như là 2016, cuối năm 2016. Khi anh mua cái xe đó, đó là anh đi coi ra miếng đất, anh ngồi đây nè, anh coi miếng đất ngồi đây nè. Rồi anh mua xe đó cũng là cái miếng đất quận 9, cũng là anh đi cái xe đó anh mua. Đó, cái miếng đất quận 12 là anh đi cái xe đó anh coi, nhưng mà anh đi xe trắng anh mua đó. Rồi còn cái miếng đất ở bên quận 7 á, là anh đi xe đó anh coi, nhưng mà anh đi xe trắng anh mua đó. Tại sao có chữ coi và chữ mua? Coi là mình tới lui xuôi ngược mình coi, mình dò coi chủ đất có lừa mình hay không, hay nó chém giá cao hay không, đất là pháp lý làm sao, BC kiểm tra chắc cái bước đó là coi. Còn mua là gì? Công chứng. Mua là công chứng thôi. Hay nói khác á, là cái con xe đen của anh á, mấy em thấy là con xe cài. Con xe cài không phải mình anh đi, mà là có nhân viên của công ty BBT cũng đi, wow, dành cho những công việc của công ty, nên nó gọi là xe cài. Mà anh hay dùng cái từ gọi là mẹt cóc. Đó, anh đến phân biệt. Đó, con kia là gì mà bạch mã hoàng tử, thì con này mẹt cóc. Thì mẹt cóc của anh chạy được 44.000 cây, và nó bảo dưỡng lần thứ bao nhiêu thành không nhớ, nhưng mà lần này nó ấn tượng nhất tại nó mắc 75 triệu. Bảo dưỡng xe 75 triệu, không thay gì ghê gớm hết. Chút tôi xíu tôi sẽ đi vào chi tiết. Những lần bảo hiểm đầu tiên chả con khỉ gì cả. Những lần bảo hiểm đầu tiên chỉ có chừng 4 triệu bạc hết cỡ. Thay nhớt thay nhít rồi thôi, 4 triệu. Bảo hiểm thứ hai cũng vậy luôn, chưa tới 10 triệu. Bảo hiểm thứ ba nó nhích lên từ từ. Cái bảo hiểm này là của anh là chắc có 4-5 gì đó không biết nữa, chả nhớ. 75 triệu. Tới khúc này hay cắn cắn rồi đúng không? Tới này cắn cắn rồi đúng không? Do đó tụi em đi mua xe, tụi sẽ dính bài của mấy anh sale xe hơi, tặng anh bảo dưỡng 3 lần. Nó khôn thấy mẹ mày ngon, tặng 10 lần đi. Nó tặng anh bảo dưỡng 3 lần. Nghe nói có gì gọi gì tặng anh bảo dưỡng, tặng bảo hiểm đồ, nó ghê lắm mấy em. Chứ mà chiêu hết rồi. Chiêu
mạt của ngoại lệ. Mạt gì chẳng qua xe nó sang thôi, bán mạt cũng là bình thường. Rồi anh đi vô chi tiết trong cái vấn đề bảo dưỡng. Tất nhiên á, trước khi mà anh làm bảo dưỡng ở trong hãng á, thì anh cũng nghe ngóng giang hồ nhiều rồi em. Ở ngoài linh kiện rẻ, rồi ở ngoài tiền công rẻ, tất cả mọi thứ, đúng không? Nhưng mà khi mà mình đem xe ra ngoài thì mình đâu có gì để nói. Mình đang nói về một cái chính sách bảo dưỡng, một cái công xá của mẹ trong hãng mới là cái để nói. Còn ngoài thì đâu có ai rảnh đầu kiểm chứng đồ mày đồ sao, đúng không? Thì theo những cái nguồn dư luận của dân giang hồ á, nó nói rằng trong mẹ bảo dưỡng mắc tại vì nó không có sửa. Nope. Nó không có sửa mà nó chỉ thay thôi. Đó, nó chỉ thay thôi. Thì á, khi mà đi vô trong hãng á, người ta đưa cho bạn một cái checklist, một cái bảng liệt kê là thay những cái gì. Thì làm ơn mở mắt vô coi. Bây giờ trên cái bảng checklist của anh rất là nhiều thứ, đúng không? Rất là nhiều thứ. Trong đó nhưng phân ra làm hai vấn đề. Mà là một á, là vật tư, là những cái thiết bị bị hỏng hóc á. Hai là tiền công. Tiền công bên mạc tính theo hệ số, đúng không? Tiền công bên mẹ có hệ số là 730. Nó dặn ốc ra 730, gắn ốc vô 730. Thí dụ như bây giờ nó thay cho em cái thắng, đúng không? Thì nó sẽ tính hệ số. Hệ số nó từ 0.5 cho tới 3.4 gì đó tùy à. Không biết lụm đâu ra cái này nữa. Nói chung là cái này là cái nó bụp mình. Đó, cái này là cái nó bụp mình đó các bạn, em phải biết. Một lần 730 mà hệ số nè, nhìn anh ví dụ nha. Công thay cao su gạt mưa. Cái cao su gạt mưa là cái gì? Là cái miếng cao su nằm ở trong cái cần gạt á, cần gạt trên kính xe hơi á. Thay cái đó rẻ, thay đó rẻ. Hệ số là 0.1. Thì hệ số 0.1 thì nó còn là 73.000. Thơm không? Rẻ nha, rẻ lắm. Rồi thay mà, rồi thay mấy cái khác. Ví dụ như thay nè, thay công thay cao su chân máy. Cái cao su chân máy, chắc cái miếng cao su đâu nằm kê chân máy đâu, trong mỏ xe đó. Cao su chân máy nè, hệ số 1.9. Tức là nó lấy 730, nó nhân cho 1.9, nó ra tiền công 1.4 triệu. Nó tóm lại, nó thay cái này trong có mấy tiếng đồng hồ thôi. Hiểu chưa? Rồi xong rồi tóm lại, tiền công là cộng hết đống này 7-8 triệu gì đó. Vậy thì giàu chưa? Giàu chưa mấy đứa? Mấy em học, cứ học công nghệ ô tô đi, vô sửa xe cho nó thôi. Bây giờ á, nó làm chưa tới ngày mà 7-8 triệu tiền công, dần chủ phân nửa, em phân nửa em cũng giàu à. Em ngồi văn phòng chi cho khổ vậy em. Ngồi văn phòng máy lạnh cả ngày được 500.000, 600.000, 700.000 là ngon rồi. Còn bây giờ em ngồi ở đây dẫn mấy ngốc thôi, chưa tới ngày nữa được mấy triệu bạc. Thấy giàu chưa? Giàu cả like đi, thả like đi mấy em. Rồi xong tiếp tục. Nó đưa ra cho anh bảo cái bản báo giá là 76 triệu. 76 triệu full VAT. Thì một số phần anh thấy là cần phải thay, một số phần anh cảm thấy chưa cần phải thay. Xong cái anh nhá máy lên, anh post trên mạng. Anh post trên mạng xong cái mấy kỹ sư online nó bay vô, nó nói. Này nọ xong cái anh nghe thấy cũng có lý. Nó kêu anh ơi, vụ cao su chân máy Hyundai nó chạy cả đời xe chưa thay nữa. Sao của anh mới 40.000 nó quất cái cao su mà thay rồi anh. Nè, mà cao su đâu có rẻ đâu em. Nè, mà tiền cao su đúng mắc luôn. Cao su hả? Cao su gì đâu mà gọi là 3 triệu một cục. Cao su gì cũng chả biết nữa. Nó tiền cao su 3-4 triệu một cục, 5 triệu, triệu một cục, tùm lum hết nào, nó tầng lội mấy em. Nhức não quá. Đó, thì anh cảm thấy là không cần phải thay. Xong cái điện thoại hỏi kỹ thuật bên mạc hỏi ủa cao su bị gì thay em. Cái nói dạ cao su của anh em kiểm tra thấy nó hơi bị nỉển. Thì nó hơi bị nỉển là sao? Nó hơi bị nỉển tức là giờ cái máy của anh chạy nó hơi rung rung, tức là anh chạy không êm lắm. Xong rồi cái nói nhưng mà bây giờ á, người ta nói là cao su là lâu lắm mới phải thay chứ giờ tự nhiên anh xe mới chạy 40.000 rồi bây giờ thay cao su thấy nó kỳ kỳ. Đó, nên cái nói chung anh không thay cao su, anh để cao su cũ anh chạy luôn. Chừng nào mà nó liệt dương luôn mới thay. Tại vì nói chung á, tại sao đưa quyết định đó? Để chẳng qua là xe này sẽ cài. Mà chứ xe trắng mà nó dọa anh cái đó chắc anh phải thay vậy mấy. Thay chứ đâu. Đúng không? Nếu mà nó thay anh xe trắng mà dọa anh cái đó chắc anh phải thay. Còn này dọa không được đâu con, xe cài thôi mà, đâu có sao đâu. Nên anh bỏ những cái gì đó đi qua tới cao su. Anh chỉ thay cần gạt nước thôi. Cái cao su cần gạt nước á, má nó bực mình lắm em. Gạt nó kêu rốt. Thôi thay mẹ luôn đi. Thay xong qua gạt im ru. Đó,
Thì cũng xin thông báo với mấy em luôn đó là anh đổi động mạch rồi. Ngày trước anh mua mạch bên Trường Chinh á, mà giờ đi vô bển sửa xa quá. Xa với phần mà gọi là xe đông á. Cái giờ anh sửa bên mạch bên Võ Nhân Kiệt nha. Sửa mạch bên Võ Nhân Kiệt. Nhưng mà anh thấy á, nói chung có sao nó vậy thôi nha mấy em. Mới đầu anh mới ngủ dậy nó quăng cho anh cái bảo dưỡng mà thấy 75 triệu là thấy không mến rồi đó. Tại mỗi lần trước bảo dưỡng chưa tới 20. Lần này thay gì? Thay gì bố thắng có, rồi thông gió máy lạnh, hợp nhớt hộp số, rồi nước rửa kính, rồi ủa nước rửa kính nó bán nhiêu đây ba? Nó bán là 142 ngàn, cái này chắc ngoài mấy chục gì, đúng không? Nó ăn vậy luôn đó mấy em. Cái gì nó cũng cao hết á. Nghe không? Nên hãng nó lặn vậy đó mấy em. Bây giờ cũng vậy thôi, hãng nó lặn vậy, còn ra ngoài gặp đồ China thì nó khác. Quan trọng mấy em chơi kiểu gì. Nó làm, nó đặt cho mình vô cái bài toán khó xử. Khó xử lắm em. Rồi thay mấy cái thắng thiết gì đó, rồi thay luôn cảm biến nữa. Trong thắng đâu cần biến, thay thắng thay luôn cảm biến. Đó. Xong rồi bình ắc quy, còn bình này hơi mắc, bình này 14 triệu luôn. Không biết bình gì không biết nữa. Nó hâm ghê mày, phải thay mày. Nói giờ anh không thay bình ắc quy, nó báo delay rồi đó. Nó báo replay rồi đó, anh không thay đi. Nó đi chụp màn hình test, không biết phải xe anh không nữa. Thầy luôn á, nó chụp màn hình test, anh không biết phải xe anh không nữa. Nãy giờ tao nói, tao không lẽ giờ mình là giám đốc mình nói, ê mày phải xe tao không, mày quay video tao coi coi vô này đâu kia kiểu. Anh là dễ đó, chứ như con người ta mẹ, như thằng Đạt đi, nó sửa con VinFast của nó thôi, nó chạy ra tới hãng nó coi coi tao làm từ đầu đuôi luôn, khỏi lừa nó luôn phát nào á. Nó tự mua đồ về nhà sửa sếp ơi. Tao đuôi quá, nó tự mua đồ về nhà nó làm, nó không đi bảo dưỡng luôn kìa mấy em. Ủa thằng này chơi xe lầy quá. Còn anh giám đốc mà anh ngõ nhà không mà tự nó xào, tự nó chẻ. Anh nó có đưa, nó có đem đóng đồ linh kiện về thay đồ á. Em có quay chút xíu xuống mở cửa xe lấy quay cho anh em lên bàn, trên bàn giám đốc rồi luôn nha. Để cho người ta biết chứ không mình nói chuyện có thành không, không mình có nó cũng kỳ. Thì đâu biết đâu nó kêu gì thay đó à. Mà tao nói thẳng với mày luôn á. Cái này của nó là 28 một mà không biết nó thay tao đúng 28 một không, tao cũng chả biết luôn. Thấy tin người vậy chưa? Mấy em thấy tin người chưa? Thì anh tin người vậy anh làm với hãng có gì anh bụp nó thôi chứ giờ làm ngoài chết dữ nữa. Nó nói chung tình hình nó rất là tình hình mấy em. Cái này không biết sao. Nên giờ thông qua cái này thì mấy em nghĩ cái gì? Nghèo đừng mua mạc mày ơi. Nó thẳng mày luôn á. Mẹ nghèo mà đú. Đúng không? Bây giờ mấy em nghĩ coi. Cái xe mấy em nhìn thấy là nó như vậy. Khi mà nó bán cho em nó nói ngon, nó ngọt, nói đủ kiểu hết á. Đừng nghe những gì con sale nói. Chỉ có một đứa sale mà nghe được là sale BBT thôi. Đúng không? Tại sao mấy em nghe được xe BBT? Tại xe BBT nó bán súp. Nó bán súp là nó bán đồ đó của Mỹ rồi, khỏi lo về chất lượng, đúng chưa? Mà cái dòng đời sản phẩm nó quá ngắn, còn tháng uống bụng hết trơn rồi có cái đồ cầm lên. Còn cái dòng đời xe hơi rất là lâu, với dòng đời cái nhà rất là lâu chứ mấy em. Tiệm đai đáo ở trên nhà luôn. Khi mày mua nhà mày sẽ nghe con xe bất động sản nó nói đủ hay lắm. Tao hồi nhà mà lủng, nhà mà dột, nhà mà cách âm dở này nọ kia thôi, ăn hầm. Xe hơi cũng vậy. Bây giờ mới nói là Việt Nam mình nó ngộ lắm, nghèo mà chơi nổi, cái đó là nó thẳng luôn giống tao vậy nè. Anh như vậy thì so với mấy thằng tư bản, mấy thằng Mỹ, mấy thằng châu Âu anh là cái gì đâu. Đúng không? Nhưng mà tại sao anh có hai con mẹt? Tại cái tính anh là tính ngông cuồng người Việt, nghèo mà chơi nổi vậy đó. Rồi thằng Đức nó qua Việt Nam nó cũng chửi khùng luôn, mặc dù lịch sự mà sao nó chửi mình khùng được, mình mua hàng của nó mà. Tự nhiên bây giờ mấy em nghĩ coi, hệ số tài sản trên hội số xe, đúng không? Nó không có cao. Nó mình phải bỏ ra một cái khoản tiền rất lớn để mình mua xe, xong mình bỏ ra một khoản tiền rất lớn để mình chơi xe, xong mình bỏ ra một khoản tiền rất lớn để mình sửa xe, nên cuộc đời mình nó hơi bị ngu chỗ này. Nên đó là cũng là cái anh ngẫm anh nghĩ lại á. Đúng không? Nhưng mà tại vì cái xã hội Việt Nam mình nó trọng hình thức mấy. Nó trọng hình thức, đi ra ngoài phải có ô tô cơ. Chủ tịch là phải có ô tô đồ. Nó nên người ta sao anh phải vậy? Chứ thật sự anh cũng chả muốn như vậy đâu. Nó mua hai con mẹt nhiều khi nó cũng thốn lắm. Bởi vậy anh khuyên tụi em thật sự, cái chuyện xe hơi á, đó là cái bẫy á. Mình mà anh không dùng chữ bẫy nợ, mà anh dùng chữ bẫy tài chánh. Nó trong cái lúc này tụi em cảm thấy tụi em đủ khả năng, đúng không, để em mua một cái xe hơi. Nhưng mà tới lúc em bảo dưỡng em sẽ chơi với. Đó, em nuôi xe hơi bằng nuôi hai con bồ. Bây giờ Sugar Daddy có giá đó mà em, 6 triệu tới 12 triệu, đúng chưa? Cái xe hơi làm gì nuôi 6 triệu? Không bao giờ hết. Tiền xăng không đã 3-4 triệu rồi. Chưa kể tiền BOT, tiền công an nữa chị ba. Đúng không? Thí dụ như mấy em đi xe máy, mấy em vô mấy em đưa một xị được, xe hơi đưa một xị ai lấy ba. Đó. Nên nó rất là tốn kém. Tới hồi bảo dưỡng càng về sau càng chết.
càng về sau càng chết, em nó thay cái này thay cái kia, nó vẽ đủ đủ đời hết. Xe của thằng Đạt thôi mua đời 2013, giờ linh kiện hết sản xuất rồi, thôi thay linh kiện 2018 đi giá khác đó. Nên nó thật sự với em, cái gì nó có cái giá của nó. Đằng sau đẳng cấp của chữ mẹt đó, là thằng chạy mẹt nó phải rất là giàu. Wow. Thì nó mới chạy nổi. Còn cái màn mà cà đú đó, là hả, sau này chết vì cái màn bảo dưỡng liền đó. Bảo dưỡng xe hơi nó vậy đó em. Quan trọng là mình thay cái gì, và mỗi thay tính mỗi công. Ở đây anh không nói chuyện mà đi ra ngoài gara bảo dưỡng nha ba. Anh không nói chuyện đó, tại cái chuyện đó nó quá sai với anh. Nó quá sai nhưng không có nghĩa là anh không làm nha. Chứ tới một ngày đó anh chịu đựng thằng mẹ hết nổi, anh cũng làm kiểu đó à. Tới đó xe anh kể như xe thiết của hồn luôn rồi đó. Anh mua xe mới rồi đó mấy em. Là mình sẽ thiết của hồn với cái xe cũ. Phải không? Rồi thằng kia nó hỏi anh có bán xe hay không? Xin thưa, không có thiếu tiền để bán xe. Nghe. Nên đừng có bao giờ lập luận với anh Duy Nguyễn hai chữ bán xe. Có cho xe thì có thôi. Nhà anh em út nhiều lắm. Nhân viên anh nó dễ thương cũng nhiều lắm. Mà nó chua cái xe hơi cũng nhiều lắm. Đó. Cho bà nó cái xe luôn cũng được. Cho mượn. Thằng nhân viên là phải cho mượn. Đó không? Đó. Nên ngày hôm nay á, anh chia sẻ với tụi em cái chính á, là cái bảo dưỡng mẹ lần này nó làm cho anh một cái ấn tượng cực kỳ. Ấn tượng lắm. Bảo dưỡng không bằng tiền tạc mua của anh hát. Chỉ thì lần sau bảo dưỡng chắc lên tiền trăm rồi đó. Đúng không? Nó lên tiền trăm. Mà chạy xe ở cái đất thành phố Hồ Chí Minh này nè, nó thứ nhất nó vừa bụi, thứ hai nó vừa ngập, đúng không? Thứ hai nó vừa ngập và thứ ba nó gọi là nó vừa đường xấu nữa. Ủa chạy đã đời mau hư, hư bảo dưỡng ác đạn dữ nữa. Đó, ác đạn lắm. Bảo dưỡng không bảo hiểm trả nha, tai nạn bảo hiểm mới trả. Nhắc tới bảo hiểm mới nhớ, cách đây 3-4 ngày thành phố Hồ Chí Minh mưa như trút nước. Báo nó nói thôi, anh không biết mưa trút nước không, anh về thấy 4-5 con xe nó xếp hàng đây, nó thủy kích ra trước nhà anh mà nó thủy kích luôn là biết rồi, xong game rồi đó. Lúc đó đó là xe của nó chạy nó cảnh báo vàng luôn rồi, qua cảnh báo đỏ chắc kêu bảo hiểm á. Tại vì trong chế độ của xe mẹt của anh á, là khi gặp nước á mà nó ghê ghê á là nó bật cảnh báo vàng lên, là cảnh báo là nước á. Nó cũng rất là lo sợ. Lúc đó con mẹt trắng đã nằm ở bãi rồi, bây giờ thêm con mẹt nằm ở bãi cái nó cũng chân thiệt chứ bộ giỡn. Lúc đó chắc phải qua nhờ vả thằng Đạt mượn chiếc VinFast đi đỡ. Chứ lúc đó anh cũng cùng đường rồi mấy. Mà nó đang chạy mẹt mà qua chạy con pha điêu của nó cũng hơi rung thiệt. Ngồi chặt lắm em ơi. Mấy em hỏi anh Duy ơi, anh Duy ngồi cái clip mà phập mẹ phập con gì đó, rồi cái xe đó chạy đã không anh? Nó đã còn khỉ, chẳng qua là quay phim phải ngồi thôi chứ. Nó khổ lắm, nó đau lưng, thủ tướng bự con mà vô cái xe ngồi chặt trên chặt dưới, không làm ăn gì được hết. Đó. Nói tóm lại, đây à, mua xe hơi ở Việt Nam á, nhất là dòng xe Đức, là nó thay một cái tầm rồi đó mấy em. Thay một cái tầm rồi đó. Chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Mẹt, BMW, Đức, Audi, Porsche. Đó. Còn mà dòng xe hàng á thì nó rẻ hơn. Anh nghĩ dòng xe hàng chắc bảo dưỡng rẻ hơn. Đây là cái câu chuyện anh muốn chia sẻ với các em. Cảm ơn các em theo dõi video. Và video sau sẽ hay hơn rất nhiều. Mẹt á, nó là anh Duy Nguyễn đẳng cấp. Giờ em phi tan chứng cứ nha. Đó, em thay hết cho anh rồi đó, em phi tan. Em phi tan vậy thì nó không được mày. Cái cú này mắc tiền, với phần tao tin mày quá, mình phải đem đồ tao kiểm chứng. Rồi nó gửi đồ cho anh đóng này, như đây không mà mấy chục triệu đó mấy em. Trong hai cái đống này nó nhiều cái quá, anh không quan tâm, dầu nhớt không kiểm tra được. Mấy cái quỹ này không kiểm tra được, chút có thằng nhân viên nó review nha. Còn cao su nè. Cái cây cao su này nó báo giá bao nhiêu đó đã. Trong đó nó ghi nè, không thấy nó bị hư gì đâu ta. Tao thề luôn á, tao nhìn tao không biết nó bị hư chỗ nào luôn á. Vậy mà nó thay trời, mòn chỗ nào. Cao đâu còn được á. Còn này ắc quy 14 triệu, nó ấn tượng nhất cái này á. Ắc quy đi sạc đi ba, ổ ắc quy thay luôn. Má, cái bình ắc quy này mà nhìn nó mới rồi, mới cáo luôn. Mà nó chưa thay, nó không chịu sạc. Nó nói không chịu, không sạc được anh. Giờ phải thay 14 cũ, tiền công nhiêu, tiền công cũng có cây hút á. Trong mẫu giá có đó, anh không quên tiền công này, mà tiền bán không là 14 cũ. Má đâu, để ra má đây đi tập tàu kỷ niệm không? Cũng được hết chứ mày ha. Đó. Rồi thôi, còn mấy cái món còn lại thì thôi anh cho mày nè. Anh cho mày hết á, về mày gắn vào cái podium mày đi. Anh không cần xài đâu, xong mày phi tan chứng cứ hay dẹp hay dọn hay mày lấy gì nó thoải mái. Để chung bàn anh phải sạch cái lại.
Rồi vô quất. Ai làm gì làm, đừng đem ra showroom bán lại cho mấy em mất uy tín của anh nha. Tao cho mày xài thôi mà đem ra showroom mày chùi lại. Rồi xong mày bán cho người ta thấy mẹ luôn á, nó có sorry đó. Để coi rồi cũng kiếp chát đừng vô nha. Cái lọc gió này về vệ sinh lại cái là xài ngon chứ có gì đâu ta. Đồ vệ sinh lọc gió trên mạng có bán mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn một chai là về là sạch sạch bách. Cái này gắn pha điêu dựa không ta? Thôi để về thử. Về gắn vô xe thử nha. Trời ơi, má phanh của xe mẹt. Má phanh xe mẹt gắn pha điêu có dựa không trời? Hay là về cắt gọn gọn lại gắn ta? Chắc cũng được. Này cũng nặng á. Không được thì mình bán sắc dụng chắc cũng kiếm được mớ. Này là nắp nhớt, dơ lắm, không nên mở ra. Này thì dục được. Này thay đúng rồi, dục đúng rồi. Trời ơi, cái lọc gió máy lạnh sạch như vậy nè. Trời ơi trời, lọc gió máy lạnh vậy mà thay. Má ơi, sếp dư tiền sếp sai đã thật chứ. Cái lọc gió máy lạnh mới tin gì mà đi thay. Trời ơi trời. Còn cái cục này là ngon nhất nè. Cục này về lau chùi sạch sẽ, đem đi bán lại. Mua mới nhiêu? 14 củ. Bán lại chắc 4 củ chắc cũng được đó ha. Tháng này có thêm miếng thu nhập. Cần này sếp nói là bị kêu nên nó thay. Này về dưỡng lại cái là em ru hết kêu liền, bảo đảm. Cao su này đâu có bị chai gì đâu. Về bảo dưỡng lại thôi. Ok, nói chung là keo này cũng thơm. Lụm mới sắc dụng này cũng kiếm được nửa tháng lương chứ bộ. Cắt đi mấy ba. Quay là bằng chứng. Nhiều khi mình nghĩ á, mấy em ra đường á, mấy em bị tai nạn nhỏ nhỏ đó, mấy em đầu tiên mấy em xuống mấy em bụp cái thằng đụng em nắm đầu lại, mày đền được nhiêu đền này này, đền không? Đền nhiêu? Nó nè, đó, nó đền em được khoản tiền A, đúng không? 5 triệu, 10 triệu gì không biết, rồi cho đi đi, đừng kêu công an gì hết á. Xong rồi tối đó, mày chạy xe mà kiếm cục điện làm đụng mẹ vô nó đi, rồi xong kêu bảo hiểm tới nè, tao mới đụng cục điện nè, thì hai cái đụng như nhau, giải pháp đó hát nhiều lắm, nghĩ mà cay tức. Còn xe của anh nó quá nổi tiếng, nằm giữa thanh thiên bạch nhật. Tụi mày tư vấn tao cái kế này. Mày tưởng tao không biết ra mày. Chứng đập không dịch. Hay thì xe và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.